Em đem chuyện em rồi kể hết cho tôi nghe. Chuyện về một người mà em thương lắm. Lần la vài câu em khóc như mưa sông. Anh ta làm em đau rồi phải không? Bên em anh biết có rất nhiều người. Những khi em khóc chỉ anh mà thôi. Anh ta sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đắm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. Vứt hết đi ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Những vết thương không ai khâu tự lành lại. Định sẽ can ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nhưng nói ra sợ làm em đau. Sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đắm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. Vứt hết đi ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Những vết thương không ai khâu tự lành lại. Định sẽ can ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nhưng nói ra sợ làm em đau. Nghĩ đi mà xem, vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Muốn khuyên em một câu, có yêu đắm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. Chẳng bên đó, vứt hết đi ngày mai,
mình sẽ can ngăn vài câu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.